Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập vào kênh của ông Thanh Đức Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt nhất để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên 63 tỉnh thành. Vâng, hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2019. Vâng, tại thời điểm này thì cũng đã là 11 giờ kém rồi. Và kết thúc trận bóng đá Việt Nam-Thái Lan thì cửa hàng mới bốc hàng và quay chi tiết cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Vâng, hôm nay thì Việt Nam đã hòa với đội Thái Lan. Rất là tiếc những cú bóng rất là xuất sắc. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc biết được những sản phẩm về trong ngày hôm nay. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm và phối ghép tất cả các sản phẩm audio và những chiếc đài là hàng sưu tầm, những chiếc quạt là hàng sưu tầm bên cửa hàng cung cấp. Quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, trước màn hình ống kính quý vị và các bạn đang được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp ngày hôm nay mới về. Ngày hôm nay thì duy nhất về với cửa hàng được một cặp loa Puller CS99A màng FB. Vâng, ngày hôm qua thì cửa hàng cũng đã xuất đi được một cặp cho vị khách hàng đến từ Quảng Yên, Quảng Ninh. Và ngày hôm nay cửa hàng đã về bù để cho quý khách hàng có sự lựa chọn. Và những chiếc đài như trước màn hình ống kính quý vị và các bạn đang nhìn thấy đây. Vâng, sản phẩm mới về ngày hôm nay thì có 5 chiếc đài. Và cửa hàng cũng đã xếp những chiếc đài hiện tại còn bên cửa hàng ra để quay cho quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc. Và duy nhất về với cửa hàng được một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ. Vâng, quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc yêu thích kênh của âm thanh Đức Hạnh, hãy chia sẻ kênh để ủng hộ cho cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ngày một đi xa hơn. Và quý khách hàng có thể ấn nút like, mỗi vị khách hàng có thể xem kênh của âm thanh Đức Hạnh. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết những modem về trong ngày hôm nay cho quý khách hàng có sự lựa chọn và tham khảo nhé. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng về duy nhất được một chiếc máy hút ẩm. Vâng, quý khách hàng đang nhìn thấy đây là một chiếc máy hút ẩm. Ngày hôm nay về thì có mã số là 30 của hãng Mitsu. Vâng, chiếc máy hút ẩm về trong ngày hôm nay thì nó có dung tích hút một ngày 26 lít. Và chiếc này thì là hàng xuất. Vâng, chiếc này thì là hàng xuất. Được sử dụng điện 220V và tất cả những phím ở trên đây là tiếng Nhật. Cửa hàng cũng đã dịch sang tiếng Việt cho quý khách hàng sử dụng rồi. Vừa có thể sấy quần áo hút ẩm này. Rất là tốt luôn. Hút ẩm thì quần áo của mình sẽ khô luôn. Vâng, và cửa hàng sẽ quay modem cho quý khách hàng sẽ cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm này. Và biết thông số kỹ thuật của sản phẩm được sử dụng là 26 lít trong một ngày. Made in Japan. Vâng, chiếc này thì được sử dụng điện 220 và 240. Công suất là 4W. Xin lỗi, watt thì là 415W. Vâng, quý khách hàng có thể sử dụng trong phòng của quý khách hàng thì mỗi gia đình nên sử dụng 1 đến 2 chiếc. Bởi vì bây giờ nhà quý khách hàng nào cũng có các phòng riêng hoặc là vài tầng thì nên sử dụng mỗi phòng một chiếc thì mùa đông thì rất là mùa lồm thì rất là tốt luôn. Giá thì dưới 5 triệu. Một chiếc máy khá là đẹp về trong ngày hôm nay. Vâng, có dung tích hút là một ngày được 26 lít. Vâng, có lức tự động thì khi đầy thì sẽ tự ngắt. Còn rất là mới luôn. Vâng, và tiếp theo ngày hôm nay về với cửa hàng được một cặp loa Puller 99A đẹp mỹ mãn luôn. Và hiện tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang có một cặp và một cặp về trong ngày hôm nay là cặp thứ 2.
Vâng, tiếp theo ngày mai cửa hàng sẽ tiếp tục về những cặp loa 99A đẹp sắc lướt nghiêng trời để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng. Vâng, trong những ngày gần đây thì sắp đến Tết Nguyên đán rồi thì những vị khách hàng sắm audio cũng rất là nhiều, và quý khách hàng có muốn sở hữu riêng cho mình một bộ nhạc cổ để quý khách hàng có thể bày trong phòng khách của mình, như những chiếc đầu băng cối Akai và những cặp loa 99A, 9090DB thì là những bài phối ghép xe pháo mã rất là chuẩn rồi. Vâng, quý khách hàng nhìn qua góc máy quay của cửa hàng thì đã biết cặp loa khá là đẹp và hoàn hảo rồi. Nhìn từ chiếc e căng rất là đều và đẹp luôn, từ màu căng. Và đây là lốc thùng của sản phẩm này, đẹp dã man luôn đấy. Vâng, cửa hàng xem bóng đá xong và cũng mới bóc hàng nên là rất là bụi bặm luôn này. Rất là bụi bặm luôn, chưa cả hề lau chùi luôn. Rất là đẹp. Vâng, đây là hình thức bên trong của cặp loa Puler CS99A màng FB, được sử dụng 1/40. Cặp loa quá đẹp luôn. Vâng, em thì cũng là những người buôn bán audio và rất là thích và ưa hình thức đẹp, nên chọn sản phẩm thì quý khách hàng hãy yên tâm. Một điều là cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh lựa chọn sản phẩm lúc nào cũng quá xuất sắc luôn. Khách hàng đến thì không có một điểm chê. Vâng, các bác thì xin nói vui, các bác cũng chỉ chê về giá một chút thôi, nhưng mà không bác nào là muốn sở hữu cho mình những đôi loa có thể xấu hoặc là một vài vết rẻ hơn 1-2-3 triệu và các bác không thích rồi. Vâng, cặp loa về trong ngày hôm nay cửa hàng cũng đã quay chi tiết cho quý khách hàng, và những vị khách hàng có nhu cầu đam mê thì hãy alo nhấc máy ngay để sở hữu cho mình một cặp loa 99A đẹp xuất sắc. Những dòng loa cổ này thì chọn được những đôi đẹp cũng không phải là dễ đâu nhé. Vâng, đây là chiếc thứ hai của sản phẩm này, 99A màng FB, đẹp mỹ mãn luôn. Vâng, chính thức thì khi quay hàng về mà cửa hàng khen quá nhiều thì các bác cũng có bác là không thích đâu ạ. Nhưng mà thực sự sản phẩm đẹp thì em sẽ phải nói hết mình luôn để cho các bác có thể lựa chọn. Và khi mua những sản phẩm sẽ không bị nhầm và sẽ không bị mất những mức tiền mà có thể là những cặp loa xấu mà các bác nghĩ này rẻ hơn 1-2-3 triệu mà về lại không ưng ý ạ. Vâng, em thì cứ là nói thật luôn, là cặp loa đẹp thì nó có giá thành nó hơi đắt một chút, nhưng khi các bác lựa chọn thì những cặp loa đẹp như vậy thì các bác thêm 1 triệu hoặc 2 triệu thì chắc chắn là những cặp loa xất xước là các bác không thích rồi. Vâng, đây là một cặp loa Puler CS99A màng FB về trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2019. Mỹ mãn nhá. Và hiện tại cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh đang có một cặp đây ạ. Phía sau cũng rất là đẹp. Và cặp loa về trong ngày hôm nay, tại thời điểm này nó có khoảng giá là dưới 46 triệu. Dưới 46 triệu một chút. Rất là ưng và phê luôn. Vâng, phối ghép với chiếc âm ly 9090DB và một chiếc đầu băng cối tùy quý khách hàng thích thì rất là ok đấy ạ. Vâng, tiếp theo là những siêu phẩm. Những chiếc này là hàng siêu tầm bên cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh cung cấp. Ngày hôm nay đã cập bến với cửa hàng được 5 chiếc đài. Chiếc thứ nhất là QT77MK2, chiếc thứ hai là QT90, chiếc thứ ba là QT88 và chiếc thứ tư là một chiếc Toshiba. Vâng, Toshiba góc bên phải cạnh bên trái, cạnh chiếc đài sát 3.7 về trong ngày hôm qua kia. Và chiếc bên phải là một chiếc đài Nationa. Vâng, những chiếc đài này là chiếc đài mono nhé. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết từng sản phẩm một để cho quý khách hàng có sự lựa chọn và tham khảo nhé. Vâng, vẫn là đi từ phải sang trái luôn cho quý khách hàng. Vâng, ngày hôm nay về thêm được 15 cuốn băng cassette. Và hiện tại cửa hàng thì vẫn còn chắc tầm được độ 20 cuốn nữa. Vâng, ngày hôm qua về được chục cuốn rồi. Và trong ngày hôm nay thì vị khách đến từ Hà Nội cũng đã chọn 8 cuốn.
Đây ngày hôm nay về được 15 cuốn này. Và về tiếp được 3 cuốn băng. Một cuốn có là có chương trình là Tuấn Vũ Song Ca này và Duy Khánh Phương Dung này. Trường Vũ Đan Nguyên này. Vâng, cửa hàng thì đang lợ vị khách hàng đến từ Hà Tĩnh. Hôm trước thì anh đã sắm một chiếc đầu 747DBX bên cửa hàng rồi. Và chương trình băng về ngày hôm nay thì theo yêu cầu của anh đặt hàng thì mai cửa hàng sẽ kiểm tra lại giấy xem anh đặt những sản phẩm gì và ngày mai cửa hàng sẽ gửi hàng cho anh nhé. Vâng, anh đặt cũng khá nhiều cuốn băng đấy ạ. Vâng, sản phẩm đầu tiên là một chiếc đài cửa hàng xin giới thiệu cho quý khách hàng về trong ngày hôm nay. Là một chiếc đài sáp QT88 có màu xám. QT88 có màu xám này. Vâng, cửa hàng chỉ quay bằng một chiếc điện thoại thông thường iPhone 8 thôi nhé. Rất là nét và đẹp luôn. Và hình thức rất là chuẩn. QT88 màu xám. Có một chiếc về trong ngày hôm nay, rất là đẹp. Vâng, cửa hàng sẽ giới thiệu những chiếc về trong ngày hôm nay. Và tiếp theo đến một chiếc đầu tiên về với cửa hàng và modem của sản phẩm là QT77MK2. Đây, QT77MK2 nhé. Vâng, chiếc đài này thì chính thức là nó có màu sáng nhưng theo thời gian thì nó cũng đã ngả sang màu vàng, nhưng mà màu vàng thì rất là đẹp luôn. Cửa hàng sẽ rất là ưng màu này. Vâng, vì đây là tất cả những dòng sản phẩm cổ nên là theo thời gian mà về với cửa hàng ngày hôm nay thì quý khách hàng chỉ cần nhìn đây. Độ đẹp và độ sắc nét thì khỏi phải bàn rồi. Là những người buôn audio muốn nghe hay, bày đẹp thì cửa hàng đã lấy phương châm uy tín để lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho quý khách hàng. Vâng, một chiếc QT77MK2 về trong ngày hôm nay. Được thiết kế hai cửa băng cassette và tất cả những phím nút thì quý khách hàng đã nhìn qua góc máy quay của cửa hàng và khi sử dụng thì có những vị khách hàng còn thông thuộc hơn cửa hàng Âm Thanh Hạnh giới thiệu chi tiết sản phẩm nhé. Nên nhiều khi thì những người chơi audio và chơi rất nhiều am hiểu hơn cửa hàng rất là nhiều luôn đấy ạ. Và cũng rất mong những sự góp ý và những ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên 63 tỉnh thành để cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh ngày một đi xa hơn. Một chiếc QT77MK2. Và tiếp theo sản phẩm về trong ngày hôm nay thì một chiếc QT90 có màu gold. Hôm trước cửa hàng cũng đã thông báo hàng về có một chiếc còn nguyên thùng xốp và vị khách hàng đến từ thành phố Nam Định, anh cũng lựa chọn được hai sản phẩm bên cửa hàng cung cấp là một chiếc QT88 màu đỏ và một chiếc QT90 thùng xốp. Vâng, ngày hôm nay cửa hàng cập bến được một chiếc cũng khá là mới và đẹp luôn. QT90 màu vàng gold. Và khi những vị khách hàng đặt hàng mà những sản phẩm đến tay quý khách hàng ưng ý và đấy cũng là sự thành công của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh nhé. Vâng, quý khách hàng mà đặt hàng mà đến tay quý khách hàng ưng ý thì là một sự thành công rất lớn với cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh. Và đây cũng là những gì mà cửa hàng muốn gửi gắm tới những vị khách hàng để cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh có thể phát triển hơn và đi xa hơn rất nhiều. Vâng, chiếc đài QT90 ngày hôm nay về với cửa hàng thì được thiết kế cũng hai cửa băng cassette phía trước và loa của sản phẩm thì cửa hàng cũng đã thông báo chi tiết là một chiếc đài hôm trước rồi và ngày hôm nay cửa hàng sẽ không nói lại nữa, nên quý khách hàng hãy có nhu cầu đam mê thì hãy alo luôn. Vâng, chiếc đài sáp 3x7 về trong ngày hôm qua đây. Vâng, trong ngày hôm qua thì rất nhiều anh em đã gọi điện để đặt hàng nhưng
vì khách hàng đến từ Hà Nội thì trong ngày hôm nay thì anh có đổi ý lấy chiếc đài F2 của cửa hàng, vì không gian của anh hơi nhỏ nên anh để chiếc đài F2 rất là hợp vào chỗ bộ audio của anh, nên anh nhường phần cho những vị khách hàng muốn chốt đơn này. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng, quý vị và các bạn đang được nhìn thấy một siêu phẩm, một chiếc đài mono về trong ngày hôm nay. Chiếc đài mono có modem là Toshiba. Vâng, đây là Toshiba mono 3 cửa băng radio. Và được thiết kế là một cửa băng cassette này. Và chiếc về trong ngày hôm nay là một chiếc Toshiba mặt quỷ. Và sản phẩm thì độ đẹp mới kinh khủng luôn nhé. Cửa hàng xin tả chiếc đài về trong ngày hôm nay. Rất là hiếm luôn, có thể là một năm gặp được một chiếc đài này. Và ngày hôm nay đã cập bến với cửa hàng một chiếc đài Toshiba. Vâng, đây là chắc là mã của sản phẩm 2800 đây ạ. Rất đặc biệt luôn. Và chiếc đài về trong ngày hôm nay thì còn nguyên cả đầy đủ bộ phận đi kèm của chiếc đài như thế nào. Đây là gọi là một chiếc mic, nhưng có khi là 10 chiếc về thì đều không sử dụng được chiếc này, bởi vì theo thời gian thì lâu ngày nó sẽ hỏng. Và ngày hôm nay vẫn còn nguyên một chiếc mic. Vâng, chiếc này thì không sử dụng được nữa rồi, nhưng mà khi quý khách hàng nhìn qua một chiếc đài mà không có chiếc mic này được gắn liền vào đây thì trông rất là xấu luôn. Và giá trị của sản phẩm phải còn zin như vậy. Đây, rất là đẹp luôn. Vâng, giá của sản phẩm thì quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để biết giá chính xác nhé. Để biết giá chính xác. Vâng, độ đẹp thì quý khách hàng khỏi phải nghĩ luôn, quá là mới luôn. Vâng, những chiếc đài đỉnh cao của dòng mono. Và ngày hôm nay đã cập bến với cửa hàng. Vâng, quý khách hàng nhìn theo cửa hàng quay này, cứ hỏi alo là số mã 2800 chiếc đài mono về trong ngày 19 thì quý khách hàng hãy được biết giá chính xác. Vâng, chiếc anten thì làm cũng rất là gấu luôn, quay đèo cũng rất là zin. Rất là hiếm gặp một chiếc này nhá, trông rất là chất và tây luôn, cực gấu. Gọi là chiếc đài Toshiba mặt quỷ. Tiếp theo đến sản phẩm về trong ngày hôm nay đây. Wow, rất là lặng luôn. Vâng, trước thì cửa hàng cũng đã về một chiếc 585 như vậy của hãng Lationa. Vâng, hãng Lationa thì là những dòng đài thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản rồi. Là những dòng đài thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản. Và chiếc về trong ngày hôm nay, một chiếc đài mono có modem là 585. Vâng, mã của sản phẩm đây, 585 này. Lationa được thiết kế cũng một cửa băng phía trước. Và nhìn hình thức thì quý khách hàng biết ngay là sản phẩm bên cửa hàng cung cấp, thì độ đẹp miễn bàn luôn. Đây là anten vẫn còn đầy đủ này. Và đây là cái gì thì cửa hàng cũng không được biết, nên rất là chất luôn. Vâng, em là phụ nữ thì cũng ít am hiểu về những dòng sản phẩm như về điện tử, nhưng khi kinh doanh những mặt hàng và sản phẩm này thì cũng được hiểu biết thêm một chút. Và do qua những khách hàng đã rất là nhiệt tình góp ý để cho cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh phát triển hơn. Và chiếc đài về trong ngày hôm nay có modem là Lationa 585, được thiết kế một cửa băng phía trước. Vâng, chiếc đài mono về trong ngày hôm nay độ đẹp thì rất là mới và ok rồi.
Đây, quai đeo của sản phẩm này. Vâng, những chiếc đài này thì quý khách hàng có thể tặng những người thân và có thể trưng bày trong không gian audio, là sưu tầm, là hàng sưu tầm. Những đồ cổ thì rất là chất rồi. Và đây là một chiếc đài mang mã số Natina 2600. Vâng, chiếc này thì chạy radio, không có băng cassette, cũng rất là gấu luôn. Và độ đẹp thì rất đẹp. Chiếc này thì về với cửa hàng cũng được một thời gian rồi. Và ngày hôm nay cửa hàng lại bỏ ra khoe tiếp với các quý khách đang theo dõi kênh được biết. Vâng, cũng có những vị khách thì có thể là chưa xem đến những chiếc video về trong những ngày trước. Và chiếc Latina về trong những ngày trước rồi thì ngày hôm nay cửa hàng lại bỏ ra thông báo cho quý khách hàng. Và đây là một chiếc Latina Panasonic. Chiếc này thì mã 877 ạ. Chiếc này thì cửa hàng cung cấp rất nhiều ra thị trường rồi nhé, 877. Lâu ngày không về chiếc này hình như còn quên mã. Đúng là 877 rồi. Vâng, ngày hôm nay thì cửa hàng hơi nói nhiều hơn một chút so với những clip trước. Thì ngày hôm nay sản phẩm cuối cùng về trong ngày 19 tháng 11 năm 2019 là một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ. Và chiếc này cũng rất đặc biệt nhé quý khách hàng nhé. Vâng, độ đẹp thì cũng đẹp tầm 93%. Tầm 93% theo cửa hàng đánh giá. Rất đặc biệt, chiếc về trong ngày hôm nay được sử dụng hai cầu điện. Xin lỗi, được sử dụng điện 220 là hàng xuất. Và vu trắng này. Vâng, chiếc ngày hôm qua thì là vu vàng và được sử dụng điện 100 hàng Nhật. Và ngày hôm nay cửa hàng về được một chiếc 635D lút đỏ. Lút đỏ này, vu trắng và được sử dụng điện 220 và 240V. Vâng, độ đẹp thì tất cả là ok hết rồi này. Đẹp 93%. Vâng, cửa hàng sẽ quay chi tiết cho quý khách hàng cảm nhận vẻ đẹp của sản phẩm này. Dây nguồn được cửa hàng chưa lắp vào. Vâng, đây nhé, được sử dụng điện 220V và 240. Máy thì khỏi phải nghĩ luôn. Những vị khách hàng mà có nhu cầu đam mê muốn cửa hàng chụp hình bộ phận máy bên trong rất là vàng óng và đẹp luôn. Vâng, cửa hàng cũng đã thông báo cho quý khách hàng như vậy rồi. Vâng, đây chỉ cần nhìn qua những chỗ hở của máy đây là biết là máy vàng sắt xi 7 màu đẹp long lanh cành đào luôn. Mỹ mãn hạt nhãn luôn. Vâng, vậy ngày hôm nay cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh về được những sản phẩm như sau. Cửa hàng cũng đã thông báo cho quý khách hàng rồi là có 5 chiếc đài về trong ngày hôm nay và một chiếc đầu băng cối Akai 635D lút đỏ có mặt màu trắng sứ, vu màu trắng sứ và được sử dụng điện 220V và 240. Và một cặp loa Puller CS99A màng FB, những cuốn băng cối và một duy nhất có một chiếc máy hút ẩm Mitsu về trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 11 năm 2019. Vâng, mọi thông tin chi tiết mua sắm quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của Âm Thanh Nữ Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào.